Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thiên tai liên tiếp, nhất là mưa lũ lịch sử tại miền Trung trong năm ngoái, đã ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của 2,5 triệu trẻ em Việt Nam. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng đã ảnh hưởng đến việc học tập của hàng triệu trẻ em. Nhiều trẻ phải vào khu cách ly hoặc giãn cách xã hội. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả trẻ em từ 0 đến 16 tuổi đang điều trị, cách ly y tế tập trung. Mức hỗ trợ 80.000 đồng một ngày, một em trong 21 ngày, áp dụng từ ngày 27 tháng 4 đến hết năm nay.